khi mà tụi em viết bài tượng giá, ha, ví dụ tụi em viết có tâm, tức là viết nhiều, có suy nghĩ, thì đó là có thái độ tốt đó. Còn tụi em viết đôi ba dòng, đôi ba chữ để điểm danh thì thầy cũng phần nào biết được thái độ, ha. Hy vọng rằng là tụi em viết cũng có tâm, ha. Bởi vì các lớp trước mà thầy dạy đó, có nhiều bạn á là viết gọi là hơn nửa tờ giấy A4 luôn đó, ha. Hơn nửa tờ giấy A4 luôn, tức là khoảng khoảng nửa tờ, nói cho nó đơn giản là vậy, nhưng mà khá là nhiều, ha. Và các bạn tâm huyết viết ra những điều mà mình suy nghĩ thấy, rồi cái này chút nữa mới tới. Hy vọng thầy cũng đón chờ những cái suy nghĩ của các em, ha. Rồi, đây là một cái bài báo năm 1987 lần, ha. Nó có cái link nè, nếu các em thích thì các em có thể về đọc xem, đọc thêm, ha. Là ngay từ thời điểm mà 1987, tức là cách đây cũng khá lâu rồi, mà cộng đồng y giới đề cập một cách chính thức trên các cái tạp chí y học về cái vấn đề đạo đức trong giáo dục sức khỏe và nâng cao sức khỏe. Hay nói cách khác, đây là cái chuyện lớn, chuyện quan trọng lắm, như nãy thầy có nói đó. Tức là mình làm giáo dục sức khỏe mà sau đó người dân mất niềm tin. Thí dụ như là mình nói cương, ha, giống như sân khấu vậy đó, có cương tức là mình nói đại đó, ai hỏi cái mình nói đại, trả lời đại mà chưa có qua sách vở. Thì tại thời điểm đó đó thì người ta gật gù, người ta đồng ý thôi, ha. Nhưng cái chữ nhưng là mới quan trọng nè. Sau đó người ta hỏi bác sĩ khác hoặc là người ta đọc tài liệu chính thức, ví dụ từ Bộ Y tế, từ Tổ chức Sức khỏe Thế giới này kia vân vân, người ta mới phát hiện là mình nói bậy, nói sai, thì người ta sẽ mất niềm tin. Đó, và như hồi nãy thầy có nói đó, từ cái chuyện mất niềm tin thì người ta sẽ tìm những phương pháp dự phòng điều trị, nói chung là chăm sóc sức khỏe khác với lại cái hệ thống chính thống của ngành y tế của mình. Đó, vấn đề nó lớn lắm, ha. Thành ra là các em về đọc cái bài này thì đọc bài này hơi nhức đầu một xíu, thì người ta nói về những cái cơ sở triết lý này kia nhiều thứ lắm, ha. Nhưng mà nếu rảnh thì đọc các cái tài liệu của thầy, thầy đều để cái link. Khi các em nhận được cái file PowerPoint, các em có thể theo cái link để đọc tiếp, ha. Không có bắt buộc nhưng mà khuyến khích, ha. Đọc để thấy được thế giới người ta rất rất quan tâm, ha. Tức là cộng đồng y giới đó rất rất quan tâm đến vấn đề đạo đức trong giáo dục sức khỏe và nâng cao sức khỏe. Ở Việt Nam của mình thì hiện nay cái vấn đề đạo đức trong giáo dục sức khỏe cũng được quan tâm đó. Bộ Y tế nha, chính thức từ Bộ Y tế nha. Đây, những câu chuyện kiểu như thế này. Nguồn gốc đoạn quảng cáo nhà tôi ba đời chữa sỏi thận khiến dân tình ức chế trên YouTube. Không biết các em có từng bị ức chế hay không, chứ thầy bị ức chế dữ lắm. Đến mức bây giờ thì ít coi YouTube đó, mà thầy coi TikTok. Ở TikTok nó không có, nó cái quảng cáo của nó cũng có nhưng mà không, nhưng mà nó ở một cái mức độ khác, ha, và nó đỡ gây cho mình sự ức chế. Cái kiểu này rất rất nhiều trên YouTube, không phải chỉ mà nhà tôi ba đời sỏi thận đâu, ha, mà nhà tôi ba đời bị khác nữa. Rồi nghệ sĩ đâu có biết cái gì đúng không, về y học nhiều đâu, ha, cũng lên giới thiệu quảng cáo hùng hồn luôn. Và nếu người nghệ sĩ nào mà được cái người dân người ta ưa thích, thần tượng, thì lời của họ là lời vàng thước ngọc, ha, khuôn vàng thước ngọc. Đó, cái nguy hiểm của chỗ là những cái người mà thần tượng mà phát biểu trật, chứ phát biểu đúng đúng mình cũng mừng, ha. Phát biểu đúng mình cũng mừng, phát biểu trật là nó nguy hiểm đó. Bởi vì hàng triệu người, người ta gọi là follow hoặc là view, triệu view, tỷ view, ha, thì cái tác động của nó là tác động xấu, rất là nguy hiểm. Rồi, tiếp tục, ha. Cũng vì cái chuyện này mà hiện nay các em sẽ thấy rằng là trên thế giới, đây, cái này là một cái trang web khác, các em thấy cái logo này, Security Through Education, tức là an ninh qua giáo dục. Hiện nay có rất là nhiều những cái website kiểu như thế này, tức người ta lên tiếng cảnh báo cho người dân rằng giáo dục mà đúng
thì mới ổn. Chứ giáo dục giả như là đúng ha. Bây giờ ở trên mạng, các mạng xã hội đó, có những người mặc áo blues này kia, rồi tóc bạc này kia vân vân, tự xưng là giáo sư tiến sĩ này kia, nhưng mà nói tầm bậy không, quá mất an ninh đúng không? Insecurity, severe insecurity, mất an ninh trầm trọng. Thành ra người ta phải lên tiếng cảnh báo. Và để cái bài này các em thích cũng có thể về đọc. Người ta sẽ phân biệt giúp cho mình là giữa cái influence với manipulation. Manipulation tiếng Việt mình dịch là thao túng tâm lý đó, ha, là nó có sự khác nhau nào. Cái người làm giáo dục sức khỏe như chúng ta, ha, như thầy và các em, chị Trúc, ha, thầy chị Trúc và các em, mình làm cái công việc gọi là influence, tức là ảnh hưởng, chứ mình không làm cái công việc gọi là manipulation. Vậy thì sự khác nhau đó là gì? Cái phiên bản live cho số đông á, nó không có cái khung chat để mà thầy thấy được các em phản hồi. Nhưng mà các em thử suy nghĩ xem coi, giữa influence và một và manipulation nó có cái sự khác nhau nào. Tất nhiên thầy Hoàng sẽ nói và các em về đọc cái bài này nè thì sẽ biết chi tiết ha. Còn thì thầy trích một cái cũng trong bài này ha, một cái định nghĩa đơn giản lắm để giúp chúng ta phân biệt được giữa influence, ảnh hưởng và thao túng. Đó là như thế này. À, đơn giản lắm. Thầy đọc bài này tôi cũng thích. ENIAC that influences a person to take an action that may or may not be in their best interest. Tức là cái đầu á, là influence, ha? Tức là influence là bất kể những cái hành động nào để mà mình làm ảnh hưởng đến hành động, nói khiến cho một người nào đó, thì cái này chữ ảnh hưởng này nó bị trùng ha, khiến cho một người nào đó thực hiện cái hành động, và đây là mấu chốt của sự khác biệt này, là dựa trên cái nhu cầu, cái quan tâm tốt nhất, nói chung là đem lại lợi ích cho người ta, hay là không đem lại lợi ích cho người ta. Hay nói cách khác rằng mình làm cái công việc ảnh hưởng, tức là mình hướng đến việc đem lại lợi ích cho đối tượng. Còn cái người thao túng á, thì người ta đem lại lợi ích cho ai? Đem lại lợi ích cho người thao túng. À, nó có sự khác biệt. Cụ thể là như vậy đó. Ha. Tuy nhiên cái ranh giới này đó, đôi khi nó rất mong manh nha các em. Thầy đọc rất là nhiều tài liệu về đạo đức trong giáo dục sức khỏe, thầy thấy đôi khi nó rất mong manh. Thầy lấy cái ví dụ như thế này, rằng là ví dụ như là mình nói với cái người bệnh nhân của mình đó, hoặc là con của bệnh nhân ha, bệnh nhân thì đang hôn mê hay là đang thập tử nhất sinh rồi, mình nói với, hoặc là đang đại khái cũng không đến mức hôn mê hoặc là gì, có thể bệnh nhân cũng vẫn còn tỉnh, nhưng mà nói chung là bệnh, có cái bệnh lý gì đó ha. Mình nói với cái người con của họ đó rằng là cái bệnh của cha của cậu hiện nay có cái phương pháp điều trị này rất hiệu quả, tuy nhiên rằng là nó tốn khoảng cỡ chừng 500 triệu. 500 triệu là không phải là lớn lắm đâu nha, hiện nay có nhiều phương pháp điều trị còn mắc hơn nữa. Là con cái mình cũng phải suy nghĩ cho cha của mình. Theo các em, đó là ảnh hưởng hay là thao túng? Nói câu đó đó. Đó chính là thao túng tâm lý. Là bởi vì mình ép người ta một cách rất khéo léo. Vì con mà mang cái tiếng bất hiếu là người ta đau đớn dữ lắm. Thành ra mình ép người ta mà chính mình cũng không nhận ra là mình đã ép người ta nữa. Thực tế nếu cái người đó mà có 500 tỷ thì mình nói câu đó nó cũng tốt thôi. Ở khía cạnh nào đó cũng tốt thôi. Nhưng nếu người đó đang nghèo, một đồng cũng không có dính túi, mình nói câu đó sẽ khiến cho người ta rất áp lực. Và trong văn hóa Việt Nam, các em biết là người ta sẽ đi vay nóng.
vay nóng có nghĩa là không có tài sản thế chấp với cái mức lãi suất rất cao, đúng không? Không có tài sản thế chấp là phải lãi suất cao thôi, để phòng trường hợp phải mướn xã hội đen đi đòi nợ mà, đúng không? Ở công ty tài chính, cái công ty tài chính trên nguyên tắc nhà nước không có được cho phép, không cho phép mướn xã hội đen đâu, nhưng mà người ta mướn, người ta chi hoa hồng lãi suất cao mà, ta chấp nhận chi hoa hồng cao để mà đòi được ở những người không có tài sản thế chấp, thì đâu có tài sản thế chấp đâu mà bán để mà giải chấp. Thì các em hình dung một người vay một cái số tiền lớn và người ta mang nợ, và thậm chí rằng là cứ chồng lên lãi, trả lãi còn không kịp nữa đó. Và cái này thầy cũng đã chứng kiến rồi, tức là có những người ta phải bán vợ đỡ con á, tức là thực ra là bán con luôn chứ không phải bán vợ đỡ con nữa, hoặc là bán thận bán lại, đại khái là nhưng ta nghèo mà người ta đưa con người ta đi làm giúp việc trong các quán cà phê hoặc là làm massage thôi, nhưng đằng sau đó khi cái người nào đó mà người ta bỏ tiền ra, người ta sẽ đẩy cô gái đó vào con đường mại dâm. Thành ra vậy thì giờ mình nói sao? Có phương pháp điều trị tốt mà. Đó, mình phải nói chứ. Tuy nhiên mình phải nói thêm những cái option khác. Thí dụ như thế này ha. Hiện nay cái phương pháp điều trị tốt nhất mà y khoa ở Việt Nam có được đó là phương pháp A, và cái giá của nó là 500 triệu. Ngoài ra có những cái biện pháp khác, tất nhiên hiệu quả nó sẽ không bằng, và cái giá nó sẽ thấp hơn. Kể cả những trường hợp mà bây giờ mình không xoay được tiền thì cũng có thể mình giúp cho ông đỡ đau đớn những cái thời gian cuối đời bằng cách TDEF gì đó. Thì hy vọng anh có được một cái chọn lựa phù hợp. Tức là phải cung cấp đầy đủ thông tin. Cái này được quy định trong luật khám chữa bệnh, kể cả luật cũ và luật mới. Luật cũ là hồi 2011 rồi, còn luật mới thì chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng Giêng năm 2024, được Quốc hội chấp thuận vào 2023. Luật mới và luật cũ đều có cái điều khoản rằng là người thầy thuốc phải cung cấp đầy đủ thông tin, đu đủ hỏi đủ, có hai ký tự à, nhưng nói cho đủ là khó đó, chứ không phải dễ. Bởi vì có khi ví dụ mình được chia hoa hồng trong 500 triệu đó, hoặc là không phải hoa hồng bằng tiền đâu, mà hoa hồng bằng tình cảm, tình cảm. Trời ơi, các công ty dược hoặc là các cái đơn vị mà xét nghiệm đại khái là dịch vụ đó, người ta giỏi lắm trong cái chuyện mà thao túng tâm lý của mình, và thậm chí người ta chỉ mình cái cách thao túng tâm lý bệnh nhân. Người ta chỉ nhưng người ta không có nói đó là thao túng đâu nha, người ta nói rằng là bác sĩ nên vì lợi ích của bệnh nhân, nên giúp bệnh nhân có được cái quyết định dùng cái loại thuốc này. Và người ta không có cho quê hồng để mình cảm thấy ăn năn hối lỗi đâu. Xin lỗi, cắn đứt lương tâm đâu. Người ta lâu lâu người ta cho hội thảo mình đi dự ở ở Mỹ, ở Pháp, ở Hàn Quốc này kia. Hồi xưa thầy cũng được mời đi dự, nhưng thầy không đi luôn. Người ta đại thọ hết luôn đó. Đi Hàn Quốc, thầy bỏ đi Hàn Quốc. Thầy bỏ. Thì hồi xưa làm truyền thông á, người ta cũng mong muốn qua cái miệng của mình nên thầy quảng cáo cho sản phẩm người ta. Thầy bỏ thì không đi. Bởi vì một khi mình ăn lắm, thì dễ dễ tới tức là ăn cơm chúa đó, thì dễ có điều khiển, dễ bị điều khiển để múa tối ngày lắm. Mình đã nhận cái ơn của người ta ha, do mình đi không mất tiền, thậm chí qua bển người ta còn dẫn mình đi thăm thú này kia nhân dân, ngoài cái ngày dự hội nghị có ngày hay, hoặc là có khi có một buổi à, nhưng những ngày còn lại người ta làm cái tour nhỏ dẫn mình đi chơi. Thì không lẽ mình không có một lời với bệnh nhân để mà bệnh nhân mua cái thuốc này sao? Và đôi khi cái lời đó sẽ khiến bệnh nhân tan cửa nát nhà, bán vợ đỡ con, nên rất nguy hiểm. Và có khi đẩy người bệnh nhân qua những cái chỗ mà nhà tôi ba đời chữa sỏi thận đó. Tại sao vậy? Cái này là không phải thầy tự suy nghĩ ra đâu nha, thầy đọc tài liệu ra ta phân tích, càng đọc thì thầy thấy càng hay, là bởi vì
những người mà có 500 triệu trong tay để người ta chi cho cái khoản điều trị đó thì dễ rồi, không có nói cái chuyện nó dễ rồi. Nhưng những người không có, mà bây giờ bác sĩ không có nói thêm gì cái phương án B, C, D, E, F gì hết, mặc dù nó không hiệu quả bằng ha, nhưng mà không nói ra thì giờ ta làm sao? Không có cái, không có điều trị 500 triệu được thì ta phải đi thầy bùa, thầy chú, hoặc là thầy pháp, hoặc là ở những chỗ mà nhà tôi ba đời bị hơi thần. Mấy cái đó cũng mắc lắm nha, mấy cái dược dược liệu dược thảo đó cũng mắc lắm, nhưng mà tất nhiên không phải bằng 500 triệu ha, ví dụ như là 3 triệu 2 triệu. Vấn đề là 3 triệu 2 triệu đó là bậy bạ ha, tiền mất mà tật còn mang nữa. Thà là bản thân của người thầy thuốc của mình đó, nói phương án B tốn 10 triệu, phương án C tốn 2 triệu, phương án D không tốn đồng xu nào. Tất nhiên rằng là phương án D là phương pháp giống như chăm sóc giảm nhẹ thôi, tức là kéo dài đời sống phần nào hay phần nấy, giảm đau đớn cho người bệnh. Nhưng chí ít người bệnh nhân họ có cái mốc để họ đi. Người bệnh nhân tội nghiệp lắm, người bệnh nhân Việt Nam á tội nghiệp lắm nha, người bệnh nhân hoặc là thân nhân bệnh nhân Việt Nam tội nghiệp lắm, người ta không có kiến thức đầy đủ về sức khỏe. Ở nước ngoài ta có kiến thức mà người ta còn bị thao túng nữa, không ủng hộ chị bệnh nhân Việt Nam. Người ta rất là hoang mang khi mà người ta bị đặt trước một cái tình huống là phải có 500 triệu, ngoài ra không có phương pháp nào khác, bởi vì mình không có cung cấp đầy đủ thông tin theo luật mà, thì người ta lập tức là người ta cũng đâu có bó tay nha, và người ta đi tìm những cái biện pháp sai không đúng đó. Thành ra hồi nãy giờ thầy có nói rằng là nhiều khi cái ranh giới giữa thao túng tâm lý hay không nó rất mong manh. Mình nghĩ là mình làm có điều có lợi nha cho bệnh nhân, gọi là the best interest, nhưng có khi mình làm điều có hại cho bệnh nhân. À, sẵn đây thầy nói thêm một cái điều mà thầy cũng rất là bất ngờ khi mà được biết đến, đó là ở về chuyện nào phá thai. À, chuyện nào phá thai ở Việt Nam thì việc nào phá thai theo yêu cầu được coi là hợp pháp khi mà thai chưa đến 6 tháng tuổi. 7 tháng tuổi thì phá thai là bất hợp pháp, nhưng mà dưới 6 tháng tuổi thì hợp pháp. À, tuy nhiên ở nước ngoài thì cái luật nó có thể hơi khác. Và thí dụ ở bên châu Âu đi, giữa nước này với nước kia đó nó cũng có sự khác biệt. Ví dụ như có những nước đó, là 3 tháng, trên 3 tháng là không được phá. Có những nước là trên 4 tháng là mới không được phá. Thì điều gì xảy ra? Cái chỗ mà 3 tháng không được phá người ta sẽ đi bộ. Các nước châu Âu nhiều khi biên giới của nó chỉ là cái đường bộ thôi, đi bộ thôi. Trong cái khối EU mà, khối Schengen đó, là đi qua đi lại, đâu cần phải xin visa. Người ta đi bộ qua bên kia người ta phá thai, chiều ta đi về, vì bên kia được 4 tuần. Rồi, cái đó là một phần. Ha. Nhưng mà cái điều này là mới làm thầy bất ngờ nhất. Rằng các bác sĩ ha, có những người người ta có những cái tín ngưỡng hoặc là những niềm tin tôn giáo gì đó mà bản thân người ta đó người ta không thực hiện việc nào phá thai luôn đó ha, chứ không có nói 3 tháng 4 tháng gì, ta không chấp nhận việc thực hiện nào phá thai, người ta có quyền từ chối ha, người ta có quyền từ chối. Nhưng mà luật của một số nước thì khi từ chối việc nào phá thai ở một cái người gọi là khách hàng customer hoặc là client nào đó yêu cầu thì người ta bị bắt buộc bởi luật phải giới thiệu một chỗ khác có thực hiện việc nào phá thai, chứ không phải chỉ đơn thuần nói tôi không làm rồi không giới thiệu người ta đi. Như vậy cũng là vô đạo đức, là bởi vì các em biết rồi, cái người mà quyết định nào phá thai đó là ta cũng có những hoàn cảnh nó cũng ngặt nghèo dữ lắm. Thầy thì chưa bao giờ đặt vô cái tình trạng nào phá thai, đúng không thầy, nam giới, nhưng mà thầy đã từng phải bỏ đi con mèo con thì rất là thương, kitten, con mèo con rất là thương, thầy xót lắm. À, bởi vì lúc đó thầy cũng khá là bận, hồi thời mười mấy hai chục năm trước không có thú y như bây giờ đâu. À, con mèo nó bị tiêu chảy rồi nó khóc la ở nhà, người nhà của thầy nói nữa, con mèo nó khóc vậy là xui lắm, mình phải đem đi chỗ khác. Thì cái áp lực tâm lý nặng nề lắm, có con mèo thôi đó. Thì đem vô cơ quan, vô vô cơ quan nó tiếp tục khóc la,
và nó ỉa tùm lum trơn à. Cuối cùng thầy bận lắm, lúc đó thầy làm ở T4G, thầy bận lắm, thầy làm quản lý thầy bận dữ lắm. Cuối cùng thầy phải cắn răng thầy đi bỏ nó ở một cái gốc cây ở ven đường, chắc là nó chết hoặc là nếu có ai thương thì lụm nó về đi chữa, chứ thầy không có thời gian đem nó đi chữa nữa, với lại là sư thú đi cũng khó kiếm lắm. Thầy bỏ nó, để bỏ nó. Và nhiều ngày sau đó, các em tưởng tượng nhiều ngày sau đó, thầy cứ đi ngang qua cái chỗ mà thầy bỏ con mèo hoài à, thầy đi ngang, thầy mong thầy gặp được nó, thầy mong thầy gặp lại được nó, nhưng mà chắc chắn rằng là không bao giờ gặp lại. Cái sự ân hận, cái nỗi đau khổ khi mà mình bỏ con mèo thôi nha, nó cũng đau đớn dữ lắm, mà mình cứ phải trông ngóng, trông vô vọng rằng là nó sẽ xuất hiện lại với mình, không bao giờ ha, nhưng mà vẫn trông ngóng rất đau đớn. Đó thành là một cái người phụ nữ mà ta quyết định mà nào phá thai hay bỏ con gì đó, bỏ con hồi con trong bụng hoặc là bỏ con khi đẻ ra gì đó, thực sự người ta cũng ở trong cái hoàn cảnh cũng rất là khó khăn đó. Thành ra không vì cái tín ngưỡng của mình không nạo phá thai, mà mình ví dụ ở một số nước nó có những cái luật hoặc là cái quy tắc đạo đức ha, có hai cái mức hồi xưa hồi năm I1 các em học rồi đó, luật là nó thành văn, quy tắc đạo đức là bất thành văn, nhưng nó đều là những cái chuẩn mực để điều chỉnh hành vi của con người. Thì người ta có những cái quy tắc như thế này nè, ngoài cái quy tắc hồi nãy thầy giới thiệu rồi, tức là nếu anh không chấp nhận việc nào phá thai, ở cái đó là quyền của anh ha, thì anh phải giới thiệu cho cái người client đó, khách hàng đó, đến một cái nơi có thực hiện. Bởi vì nếu anh không làm, người ta bơ vơ, người ta không biết cách nào, người ta nào phá thai mà theo kiểu không an toàn, nào phá thai không y tế đó, người ta chết là anh bùa đạo đức dữ lắm ha. Rồi cái đó là cái thứ nhất. Nếu anh là một người bác sĩ siêu âm, thì khi siêu âm cho cái người phụ nữ, ví dụ như là xác định tuổi thai này kia vân, mà người đó quyết định bỏ thai, thì anh không được làm những động tác sau đây cho người ta nghe tiếng tim thai, giống như mình vô tình để cho người ta nghe tiếng tim thai, hoặc là vô tình để cho người ta thấy cái màn hình của cái đứa nhỏ nó đang nhúc nhích, đang cử động ở trong cái bụng của người mẹ. Bởi vì đó chính là manipulation, đó chính là thao túng tâm lý. Bởi vì cái niềm tin của mình đó là mình ghét ai mà bỏ mà não phát lắm, thành ra mình đưa những hình ảnh đó để mà khiến cho người ta có cái áp lực tâm lý, giống như nãy thầy có nói vậy đó, con cái cũng phải có lo cho cha mẹ, cha mẹ là cái người quý nhất của mình rồi, 500 triệu nó chỉ là tiền thôi, còn cha mẹ là sinh mạng, nói những cái kiểu như vậy đó là thao túng tâm lý đó tụi em. Khi mà thầy tìm hiểu thì mới rất bất ngờ rằng hồi xưa đến giờ mình thao túng tâm lý nhiều dữ lắm. Bởi vì mình muốn người bệnh nhân làm cái điều mà mình muốn, chứ không phải là dựa trên lợi ích của họ. Em hình dung được rồi ha. Vì chỉ vì cái muốn của mình ha, chỉ vì cái muốn của mình, ví dụ như mình là có mình muốn như vậy, mình có cái niềm tin hay có cái tín ngưỡng hay có cái gì đó mình muốn như vậy, mình dùng những cái cách thức truyền thông giao tiếp gì đó đủ loại ha, mình khiến người ta thực hiện để mà đi theo cái mong muốn của mình, có thể mình có hưởng lợi hoặc là không hưởng lợi, nhưng theo mong muốn của mình, theo cái interest của mình, mà không dựa trên cái interest của họ, cái lợi của họ, là thao túng tâm lý. Rồi nãy giờ nói cũng hơi nhiều nhiều ha, mà chưa có bật được cái slide nào tiếp hết trơn. Rồi thôi, thầy có cái tật mà nói nhiều nhiều chuyện, vì thầy có quá nhiều chuyện để kể chứ thầy không có ngồi lên mắt. Thôi rồi thôi mình tiếp tục ha. Phần sau thực ra là nếu mà các em học bài Y Đức hồi năm năm nhất rồi đó, thì bây giờ thầy chỉ nhắc lại là thầy kết lại là giáo dục sức khỏe nó cũng vậy đó. À, vậy thôi ha. Rồi phần sau có thể sẽ đi nhanh hơn ha. Rồi cái này thì thầy sẽ đi nhanh bởi vì các em đều biết hết rồi ha, là ông tổ của Tây y đó ha. Ông viết nhiều sách và đặc biệt là trong cái lời thầy Hippocrates,
ông đề cập đến vấn đề đạo đức trong y học, y đức đó. Và trong đó thầy trích một cái phần liên quan đến giáo dục sức khỏe. Đây là một cái bản dịch thầy dựa trên mạng thôi. Nếu cần thì các em có thể truy ra cái nguồn gốc bản chính của ông Hippocrates viết bằng tiếng Hy Lạp. Bây giờ người ta vẫn còn giữ mấy cái tờ cuốn sách của hồi xưa ông viết. Thì theo cái bản dịch mà thầy có được trong tay đó, thì nó có cái đoạn này nè mà thầy ghi lưu ý nè: tôi sẽ chỉ dẫn mọi chế độ có lợi cho người bệnh tùy theo khả năng và sự phán đoán của tôi sẽ tránh mọi điều xấu và bất công. Tức là chỉ dẫn mà, chỉ dẫn mọi chế độ có lợi, mọi chế độ có lợi nha, chứ không phải chỉ là cái mình muốn nha. Tức là như nãy thầy có nói đó, tức là luật của mình cũng quy định là mình phải chỉ hết, để mà thí dụ người ta nghèo quá, người ta không có điều kiện thì người ta có thể làm cái the list ha. Có khi nó chỉ là tác dụng giảm nhẹ thôi chứ không điều trị được, nhưng ít nhất người ta cũng làm được một cái điều gì đó trong cái tầm tay để mà người ta thể hiện cái lòng hiếu thảo đối với cha mẹ ha, hoặc là với con cái hay là cái gì đó ha. Rồi có một nhân vật khác ha, mà có lần thầy hỏi lớp nào thầy không nhớ, hỏi các em đây là ai, có em trả lời dạ Trương Tam Phong này. Trương Tam Phong sư tổ, thủy tổ của phái Võ Đang. Thực tế không phải ha, không biết cái em nó đùa hay là nó không biết thiệt. Đó là cụ Hải Thượng Lãn Ông ha, tên thật là Lê Hữu Trác. Cụ Hải Thượng Lãn Ông cũng có rất nhiều tác phẩm rất hay. Đa phần là ông viết bằng chữ Hán, thành ra cái mà thầy giới thiệu cho các em đây cũng là một bản dịch ha, bản dịch ra tiếng Việt. Ông có viết một cái quyển tiếng Việt đó là Thượng Kinh Ký Sự, ký ông viết tiếng Việt. Còn những quyển sách gọi là gối đầu giường của những thầy thuốc, sách giáo khoa kể cả về kỹ thuật y học lẫn đạo đức, ông viết bằng chữ Hán ha. Hồi xưa mà mấy người thầy thuốc cũng là thầy đồ luôn, giỏi lắm. Đúng không? Nhiều khi dạy mấy đứa nhỏ học luôn á, ha, vừa làm thuốc, vừa làm thầy thuốc, vừa làm thầy thầy đồ, thầy giáo luôn, ha, giỏi lắm. Tại vì người ta phải đọc sách thuốc mà, ha, sách thuốc viết bằng chữ Hán không mà, ha. Rồi, cụ Hải Thượng Lãn Ông đã nói, như trong ngạn ngữ có câu, cho thuốc không bằng cho phương, vì là cho thuốc chỉ cứu được một mạng người, chứ cho phương thì giúp đỡ người ta vô tận. Các em biết là y học dự phòng và trong đó có hoạt động giáo dục sức khỏe. Nếu mình làm tốt, mình sẽ đúng là mình sẽ giúp đỡ người ta vô tận thật. Vô tận có nghĩa rằng là mình nói cho ai đó, rồi ai đó sẽ nói cho ai đó nữa, rồi ai đó sẽ nói cho ai đó nữa. Và những cái lớp trẻ nó lớn lên, nó lại tiếp tục nhận được cái sự giáo dục sức khỏe mà đàng hoàng như vậy. Thì đúng là vô tận thật. Tuy nhiên, cái chữ nhưng này mới đáng nói nè. Nhưng nghĩ cho kỹ, nếu cho phương mà trong đó có một vị không đúng, tức là hướng dẫn người ta phải làm ABC D gì gì đó mà có một cái không đúng ha, ví dụ như cho thuốc thì có một vị thuốc nào đó không đúng, thì hàng trăm nhà chịu tai hại, huống chi viết lên thành sách, mỗi lời nói đều thành khuôn phép nhất định, khó mà thay đổi được, nhỡ trong câu nói có sai lầm thì tai hại lại quá hơn những bài thuốc. Các em biết thuốc có đáp đúng không? Death of expiration, tức là ngày hết hạn đúng không? Thông tin y học có ngày hết hạn không? Thực tế thì mình không có nói ngày hết hạn là bao nhiêu. Nhưng nó có hết hạn nha, nó có hết hạn, có nghĩa rằng thông tin đó hiện giờ không còn phù hợp nữa. Cái này trong y học nhiều dữ lắm ha. Có nhiều loại thuốc hồi hồi mới mới đưa ra thị trường á, khuyến cáo dùng quá trời quá đất luôn, sau đó người ta mới phát hiện ra một cái độc tính hoặc là một phản ứng bất lợi nghiêm trọng nha. Phản ứng bất lợi nghiêm trọng và người ta tuyên bố thuốc này không được phép dùng nữa. Như vậy thì ai đọc cuốn sách cũ hồi xưa đó, thì nghĩ rằng thuốc này dùng được,
Nhưng không ngờ rằng cái thông tin đó đã hết đáp rồi, đúng không? Thành ra các em phải lưu ý điều này. Thầy đi hồi xưa, hồi lúc mà thầy chưa có bệnh động kinh á, thầy còn chạy xe khắp nơi để mà làm truyền thông ở phường nha, ở phường xã đó, ở khu phố này kia đó, ở thầy khoái làm vậy thôi, tiền bạc không có nhiều trơn á, bồi dưỡng nhà nước mà. Nhưng mà thầy thích là đó, thì thầy nói chuyện sức khỏe không biết bao nhiêu buổi rồi, chắc trên ngàn quá hoặc là hơn á, mấy chục năm rồi nha, mà 365 ngày một năm đúng không, thầy dắt đi nói chuyện chắc cũng phải 200 hay nhiêu đó. Cái ngày mà trước khi thầy lên thầy bị động kinh đó, là cái ngày đó thầy cũng đi nói chuyện buổi tối luôn đó. Làm sao thầy bị động kinh cách đây 4 năm. Thì kiến thức thầy có sẵn, thầy nói chuyện nhiều mà. Tuy nhiên trước mỗi buổi nói chuyện mới, thầy đều phải lên mạng kiểm xem có điều gì mới mà y học đã phát hiện mà nó có lợi hơn hoặc là nó tránh đi một cái tác hại của những cái điều mình đã biết trước đây hay không. Đó, tức là thầy phải lên mạng tìm kiếm. Các em biết rồi, lên Google tìm kiếm nó có cái công cụ đó, cái tool đó, giới hạn thời gian được, đúng không? Ví dụ có thể giới hạn thời gian trong một ngày qua, trong một tháng qua, trong một năm qua, hoặc là một cái khoảng thời gian bất kỳ. 9 tháng 10 ngày vậy đó cũng được nữa. Đúng rồi, mình định mà. Để chi? Để mà thầy kiểm xem coi từ cái buổi mình nói chuyện sức khỏe kỳ trước á, đến cái buổi mà thầy sắp đi nói chuyện nè, rằng là y học có tìm ra cái điều gì mới mà nó quan trọng hay không. Đó, cái điều đó rất rất quan trọng nha tụi em. Tụi em phải cẩn thận nha. Ta gọi là y học chứng cứ đó. Y học chứng cứ là không phải chỉ bác sĩ lâm sàng mới 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 quan tâm đâu. Đương nhiên y học chứng cứ ra đời là để hỗ trợ cho bác sĩ lâm sàng ha. Nhưng mà những nhà giáo dục sức khỏe cũng phải cần có cái gọi là cái thói quen về y học chứng cứ. Những điều mình nói phải có cơ sở, và mình phải tiếp tục cập nhật thường xuyên những cái kiến thức của mình. Bởi vì nếu bác sĩ lâm sàng chữa nhầm một người dựa trên kiến thức cũ, chữa nhầm một người thì chỉ chết có một người thôi. Nhưng một người làm giáo dục sức khỏe, một bác sĩ làm giáo dục sức khỏe, nói nhầm một điều mà sau đó không đính chính được, đúng không? Không dễ gì mà đi kiếm từng người để mà đính chính đâu. Hồi xưa thầy viết báo rất nhiều, ha, thầy ở trung tâm truyền thông đó là giống như nhiệm vụ vậy đó. Thầy viết báo rất là nhiều, nhưng mà sau đó thầy rất hạn chế viết báo, trừ những cái tòa soạn báo nào mà thầy cảm thấy tin tưởng. Bởi vì có nhiều tòa soạn, một số chứ không phải nhiều, một số tòa soạn tiếng Anh nó gọi là put word to my mouth đó, tức là bỏ chữ vô miệng của mình đó, tức là mình không có nói và người ta dám bỏ vô đó. Ví dụ như là thầy không bao giờ nhắc tới tên Việt Dược vì đó là vi phạm đạo đức, là mình cổ vũ, mình không có công chính, không có công bằng ha, mình đem lợi ích cho một đơn vị, thầy chỉ dùng cái tên dược chất thôi. Vậy mà người ta dám thêm cái tên của thuốc vô đó, mở ngoặc, xin lỗi, tên Việt Dược á, mở ngoặc, ta thêm tên Việt Dược á, và ở dưới cái bài đó là ai ai ký, cái tên bác sĩ Trương Đồng Hoàng. Thôi rồi, thầy bắt người ta đính chính, nhưng cái đính chính đó chỉ là về mặt pháp luật thôi, pháp lý thôi, chứ còn không có thể nào đính chính được về mặt thực tiễn được. Tại sao vậy? Các em biết là có những cái tờ tạp chí, mà ví dụ tạp chí Đẹp, Thế Giới Phụ Nữ hay là Đàn Ông này kia đó, tạp chí mà mình vô mấy cái chỗ tiệm làm tóc hay là cái nào dịch vụ mình phải chờ đợi, người ta hay để mình coi cho đỡ buồn á. Những cái tạp chí đó người ta đâu có coi hàng ngày đâu mà người ta đọc thấy cái đính chính, người ta coi về người ta thực hành, thậm chí người ta còn đồn lan truyền ra nữa, ta đâu có coi cái đính chính. Thành ra cái đính chính nó chỉ có giá trị về mặt pháp lý, để có chuyện gì xảy ra thì trên danh nghĩa pháp lý thầy Hoàng đã đính chính rồi. Nhưng mà lúc đó thầy Hoàng cắn rứt lương tâm lắm, là bởi vì có nhiều người không đọc được cái đính chính này thì sao? Vì lẽ đó mà
sau đó thì tự động thì lọc bỏ tất cả những tòa soạn nào làm ăn ẩu tả kiểu như vậy, thì không viết cho nó nữa, quá nguy hiểm đúng không, quá nguy hiểm. Nguy hiểm không phải là chỉ về mặt uy tín của bác sĩ Trương Đăng Hoàng đâu, mà nguy hiểm cho sức khỏe của người dân. Đã, thành ra các em sẽ thấy rằng là làm giáo dục sức khỏe không hề đơn giản ha, và có nhiều chuyện mà mình giết cừu hồi nào mình không hay luôn đó. Ừ, thành ra đến khi mình biết mình đã giết rất nhiều người rồi thì lúc đó mình hối hận không kịp nữa. Thành ra phải hết sức cẩn trọng trong việc giáo dục sức khỏe. Rồi, à, thầy nói nhanh cái này tại giờ thì gần đồng hồ cũng hơi trễ trễ rồi. Nói nhanh nhưng không có nghĩa rằng là nói sơ sài. Mà thực ra hồi nãy giờ thầy đã nói rồi chứ không phải không. Nha. Bây giờ giống như là thầy take home message, rút lại những cái ý chính để các em nhớ. Nha. Rồi là những cái thông điệp để về nhà đó, take home message. Nha. Thì như nãy thầy có nói, tức là những cái nguyên tắc đạo đức trong giáo dục sức khỏe, đầu tiên hết nó dựa trên những nguyên tắc đạo đức y khoa. Thành ra tất cả những nguyên tắc đạo đức y khoa mà các em đã biết, giờ mình học tới Y5 rồi, hồi năm nhất mình học học rồi, bây giờ tới Y5 rồi, thì đều áp dụng được cho giáo dục sức khỏe cả. Thì đương nhiên rồi, first, cái nguyên tắc đạo đức đầu tiên được kể, đó là first do no harm. Các em biết là thầy khi mà truyền thông á, thầy quan tâm đến cái gọi là hồi nãy thầy có nói đó, tức là phản ứng bất lợi, reverse effect. Và trong đó nó có cái phản ứng bất lợi nghiêm trọng nữa, càng để ý hơn. Và đặc biệt là thầy đi tìm cái chống chỉ định của bất cứ một cái điều gì mà mình sẽ khuyến cáo người ta dùng. Ví dụ như là tinh dầu đi, nó có cái liệu pháp tinh dầu đó. Có chống chỉ định không? Có nha. Có phản ứng bất lợi nghiêm trọng không? Có luôn. Bởi vì ví dụ lúc mà thầy động kinh rồi thì mới biết rằng là cái dầu gió mà thầy sử dụng hàng ngày đó là chống chỉ định đối với người động kinh. Thầy là động kinh thứ phát thôi, sao nhồi máu não, thành ra thầy đâu có biết đâu, thầy không có để ý. Hồi xưa nó cũng đã có ghi rồi, chống chỉ định của dầu gió là những người động kinh, bởi vì họ nó có thể sẽ kích thích thần kinh, kích thích mà sẽ làm cho người ta lên cơn. Mà cái em biết rồi, lên cơn động kinh mất ý thức và đang chạy xe trên đường là có thể cầm chắc cái chết trong tay. Có chống chỉ định mà mình không để ý, mà mình không biết, mình cứ khuyên mọi người dùng dầu gió hay là đại khái dùng tinh dầu này kia một cách rất là thoải mái, vì mình chỉ nghĩ đến điều lợi do tinh dầu mang lại thôi, mà mình không quan tâm đến những thông tin liên quan đến điều hại do tinh dầu mang lại. Đó, thành ra là mình hay hay nhớ đến chỉ định hơn là nhớ đến chống chỉ định. Đó, thành ra các em lưu ý, hiện giờ thầy đang bị loãng xương ha, sau khi khám sức khỏe định kỳ ở trường của mình đó, mỗi năm có khám sức khỏe định kỳ thì được chẩn đoán là loãng xương ở mức độ nặng. Già rồi, năm 9 60 rồi ha. Thì khi mua thuốc loãng xương, và cái điều thầy đầu tiên thầy đọc về cái thuốc đó là chống chỉ định, và nó có cái chống chỉ định rất tức cười. Thuốc loãng xương đó là chống chỉ định ở những người mà không thể giữ được cái vị trí ngồi hoặc là đứng, tức là giữ vị trí đứng thẳng người á, sau khi uống trong vòng 30 phút. Tức là những người mà nằm liệt hoặc là những người không ngồi dậy á là không được uống nha, tại vì nó gây kích ứng ở thực quản rất là dữ ha. 30 phút sau uống phải giữ cái tư thế người thẳng vậy nè. Ngồi hoặc nằm gì, xin lỗi, ngồi hoặc đứng gì cũng được, chứ nằm là không được nha. Đó, nó có cái chống chỉ định đó mà nhiều khi không để ý nha. Uống xong rồi nằm chơi, nằm coi TikTok. Kích ứng gây viêm thực quản nha. Rồi thôi, nói chút xíu để các em lưu ý đến cái gọi là chống chỉ định, và mở rộng hơn đó là những phản ứng bất lợi, tác dụng phụ này kia đó, phản ứng bất lợi có khi chưa đến mức là chống chỉ định, nhưng nó có thể là phản ứng bất lợi, phản ứng có hại nào đó đối với người bệnh. First do no harm. Cái chuyện mình có lợi cho người ta chưa chưa biết là có lợi hay không. Khi người ta dùng,
khi ta thực hiện những điều mình khuyến cáo chưa biết là có lợi không, mà phạm vô chống dự định là mình giết chết ta đó. Nên nhớ giùm thầy, first 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 do no harm. Thầy nhắc lại 3 lần chữ first rồi. Làm giáo dục sức khỏe rất là mất công. Mất công ở chỗ nào? Không phải mất công xuống thực địa mới mất công đâu. Mất công ở lúc đọc tài liệu á. Thầy Hoàng đi dạy giờ một tuần đó có bao nhiêu giờ, nhưng thầy đọc tài liệu gọi là mòn mỏi luôn. Tất nhiên bây giờ sức của thầy nó yếu hơn hồi xưa, thầy đọc nó hơi kém, hơi chậm, nhưng mà vẫn phải đọc thôi. Rồi, primum non nocere nha. Cái điều tâm niệm của người thầy thuốc đến mức là hồi xưa người ta đeo cái chuỗi, giờ ta tattoo luôn. Người ta đâu có tattoo mấy cái nguyên tắc đạo đức khác đúng không? Nhưng người ta tattoo cái nguyên tắc đạo đức này nè. Ta nhớ, first do no harm. Giáo dục sức khỏe phải đọc cho được cái harm nào mình có thể khả năng gây ra khi người ta thực hiện cái hành vi mà mình giáo dục. Nhớ thầy cái đó nha. Rồi cái đương nhiên làm gì có lợi thì đương nhiên là mình cũng phải lưu ý rồi nha. Nhưng mà cái này thứ hai. Tôn trọng sự tự chủ, cái này là rất rất quan trọng nha. Như nãy thầy có nói đó, tức là mình không được phép thao túng người ta, không được phép khéo léo áp đặt người ta theo cái hướng mà mình mong muốn, cho dù mình không có được lợi ích đồng xu nào các bạn nào, nhưng mà theo cái hướng mình mong muốn để thỏa mãn một cái gì đó của mình đã được gọi là không tôn trọng sự tự chủ rồi, vi phạm cái điều thứ ba của đạo đức mà thầy nêu ra đây. Thực ra có bốn điều, có bốn cái nguyên tắc đạo đức rất rất quan trọng mà theo tác giả Bosson, ông là chuyên gia về đạo đức y học, ông nói là hầu như ở các nước người ta đều chấp nhận. Cái điều thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, thứ tám, thứ chín ông kể ra, ông nói có nước thì chấp nhận, có nước không. Nhưng bốn cái điều mà ông kể ra là thầy Thượng Hoàng kể nè, là nước nào hoặc là ai cũng phải nằm lòng. Cái thứ ba là tôn trọng sự tự chủ. Đây cần cũng đọc thông tin để mình nhau quyết định, nhớ có chữ đủ nha, đều đủ hỏi đủ là vậy thôi đó. Này là luật mới nè, giờ mới rồi thầy phải trích dẫn luật mới. Tư vấn đầy đủ về tình trạng bệnh, kết quả, rủi ro có thể xảy ra, tức là phản ứng có lợi, những cái là có lợi lẫn cái bất lợi, không được giấu nha. Bây giờ mình đi chích ngừa hoặc đi truyền thông gì chích ngừa, mình phải nói cả về những cái bất lợi khi chích ngừa. Đương nhiên là sau đó mình sẽ nói cách xử trí khi gặp những bất lợi như vậy. Ví dụ như cái gì có thể ở nhà uống thuốc hạ sốt hoặc là lau mát thôi là đủ. Cái gì thì phải đưa đến bệnh viện, ví dụ như là cái hạch lao nó bị loét. Và phải nói để người ta biết cách xử trí. Chứ còn nếu mình vờ mình không có nói những cái tác hại thì có khi nó còn nguy hiểm hơn. Làm sao? Mình không có nói về những tác hại, ví dụ như là những phản ứng bất lợi như là sốt hay là nổi hạch này kia vân vân, loét hạch này kia vân vân. Mình không nói. Nhưng mà đứa nhỏ nó cuối cùng nó bị, đúng không? Cái bà hàng xóm, cái bà hàng xóm mới qua nói với cái bà mẹ như thế này. Mày thấy y tế bây giờ nó lừa, nó dối trá ghê chưa? Bữa hổm nó nói là chủng ngừa tốt 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 không mà. Bây giờ con mày sốt nặng đóng nè, rồi hạch lở ùm lum nè. Đó, mày thấy y tế bây giờ nó lừa đảo ghê chưa? Thì như nãy lúc đầu thầy phân tích á, giờ thầy nói nhanh thôi, là mình đã làm mất niềm tin. Và nó rất là tất yếu dẫn đến cái việc là người ta đi tìm những cái biện pháp ngoài y tế mà nguy hiểm. Đó, giáo dục sức khỏe mà mất niềm tin là mất tất cả đúng không? Rồi, cái này các em có thể về mình sẽ xem thêm ha. Thầy lướt nhanh tại vì thầy giờ đồng hồ nó ít rồi. Người thầy thuốc có quyền từ chối khám bệnh chữa bệnh nha. Như nãy thầy có nói vậy đó. Ở các nước mà người ta cho phép cái người thầy thuốc, ví dụ các em bây giờ cũng vậy, các em ví dụ mình theo đạo Công giáo, mình không có nạo phá thai thì mình có quyền từ chối, nhưng nhớ rằng mình phải giới thiệu người ta đến cái nơi mà người ta có người làm nếu luật cho phép. Rồi thôi cái này các em về xem thêm, nó cũng hơi dài.
mình lướt qua ha. Khi nào gửi cái bài này về trong tay tụi em á, những cái này là giống như là thầy thêm để các em tìm hiểu thôi, mấy cái thêm này thì không có thi đâu. Yên tâm, không có thi, nhưng cũng cần để biết ha. Đó, em nhìn sơ qua sẽ thấy rằng là thấy cái đỏ đỏ này thì thầy tô nè, người bệnh thân nhân, người bệnh có hành vi xâm phạm thân thể sức khỏe tính mạng của người hành nghề khi đang thực hiện nhiệm vụ, tức là người ta quýnh mình có quyền từ chối điều trị nha. Cái đó không có mất ý đức, bởi vì các em biết là một trong những cái điều mà nhiều nước và kể cả cái bộ quy tắc về đạo đức của người thầy thuốc mới đó, người ta có quy định đó là cái người thầy thuốc phải bảo vệ sức khỏe của mình, bảo vệ sức khỏe và tính mạng của mình, đó là một điều đạo đức. Tại sao vậy? Tại vì người thầy thuốc chết đó, thì sẽ không còn cứu được ai, đúng không? Xác chết không biết nói, đúng không? Người thầy thuốc mà chết không còn cứu được ai. Thành ra giống như trên máy bay vậy đó, nếu người ta có cảnh báo là nồng độ oxy trong khoang máy bay đang giảm thấp, thì ba mẹ phải chụp cái mũ oxy lên miệng mình trước, xin lỗi, mũi và miệng của mình trước, trước khi chụp lên đứa nhỏ. Là bởi vì bà lo chụp chụp đứa nhỏ chưa chưa biết rằng là đứa nhỏ có được cứu hay không á, mà bà chết ngắt rồi, chết queo rồi. Rồi bà chụp cho bà phải sống được để bà còn còn ví dụ máy bay có chuyện gì bà còn ôm bổng rồi. Ôm bồng, lâu lâu thầy líu lưỡi, ôm bồng cái đứa nhỏ thì để cứu thoát chứ, chứ ai ôm con bà, đúng không? Thành ra bà phải giữ sức khỏe của bà, bởi vì bà có cái nhiệm vụ rất rất quan trọng, đó là bảo vệ con của bà. Thành ra người thầy thuốc có quyền từ chối người đang đe dọa mình để mà tự cứu mình. Tự cứu mình không phải vì mình ích kỷ đâu, không, không phải mà để mình còn sống, còn sức khỏe ha, để mà cứu nhiều người khác hoặc là làm giáo dục sức khỏe cho nhiều người khác nữa, đúng không? Đó là tôi đỏ đỏ lên đó cho tôi anh thấy ha. Này thầy mở mở ngoặc này nói thêm, hồi xưa thầy phí sức cũng là một hành vi vô đạo đức. Bởi vì thầy bị nhồi máu não, thầy bị động kinh, bây giờ thầy không được làm giáo dục sức khỏe được ở cộng đồng nữa, thầy mới ngưng 4 năm nay thôi từ khi thầy bệnh, chứ xưa thì được buổi tối đó, nhiều khi các em kiếm không được thầy quản đâu, như thầy đang lang thang ở đâu đó thầy làm giáo dục sức khỏe, bây giờ thầy không làm được. Rõ ràng rằng nếu hồi trước mà mình để ý đến sức khỏe của mình một chút thì chẳng phải là bây giờ mình còn giúp được nhiều người sao, đúng không các em? Đó, các em làm giáo dục sức khỏe cũng vừa phải trong cái sức khỏe mà tụi em cho phép ha, chứ đừng có phí sức rồi đến lúc nào đó không làm được nữa, chẳng phải là mình đã có làm hại sao sao, đúng không? Rồi cái thứ tư của ông Bô Săn nói là rất là quan trọng ha, đó là công minh. Công minh có nghĩa rằng là không có thiên vị, không có phân biệt đối xử, không có gì muốn lấy lòng của cái công ty dược nó đã từng tài trợ cho mình chuyện này chuyện kia, mà khuyến cáo người bệnh làm cái điều gì đó hoặc là thao túng tâm lý để người bệnh thực hiện cái điều gì đó, đó là không có công công minh công chính. Justice, dịch cái chữ gì cũng được ha. Không phân biệt đối xử thực ra cũng có khi là người ta ghép chung với công minh. Công minh là cái thứ tư mà ông Bô Săng nói tới là rất quan trọng. Tất nhiên không phân biệt đối xử nó cũng có cái ý nghĩa khác, tức là không vì cái người bệnh nhân giàu hay nghèo hay xấu hay đẹp, mập hay ốm hay là vừa người mà mình đối xử không công bằng. Hay nói cách khác, không phải vì người ta có trả tiền mình hay không hoặc là tiền ít hay tiền nhiều, mà mình chuẩn bị cái buổi giáo dục sức khỏe của mình nó không có tới nơi tới chốn ha. Ví dụ mình nói ở cái người ta trả lương thấp hoặc người ta trả bồi dưỡng thấp, mình thôi để sơ sài đi, không được, không có tính chuyên nghiệp, professionalism, đúng không? Khi thầy xuất hiện ở đâu đó, cho dù là thầy làm miễn phí, thầy giáo dục sức khỏe miễn phí cũng nhiều mà, thầy vẫn chỉnh chu
tức là chuẩn bị bài chỉnh chu, như là cái chỗ mà người ta trả thầy 10 triệu 20 triệu một buổi cho tụi em. Nói cho các công ty kinh doanh đó, cái chi phí họ trả rất là cao. Tất nhiên rằng là trong năm thì cũng đôi lần thôi, chứ không phải ngày nào cũng được 10 triệu đâu, thì làm giáo dục sức khỏe giàu to đúng không? Thì giữa 10 triệu với lại không có đồng xu nào thì chuẩn bị như nhau à, cũng vẫn phải cập nhật thông tin. Mình biết cách thì mình cập nhật cũng mau thôi, chứ lên Google nó sợ. Hoặc là nếu các em có tài khoản up to date thì cái đó còn perfect nữa, hoàn hảo nữa. Nhưng giờ mình không có tài khoản up to date, tức là dữ liệu y khoa cập nhật mới nhất, người ta đọc ở trên các tạp chí mới. Rồi thôi mình search bằng Google đỡ đi. Nghèo nó cũng khác giàu đúng không? Rồi nói sự thật trung thực. À, cái này thì cái cách nói này thì chắc là các anh chị khi mà hướng dẫn thực tập á, sẽ cụ thể hóa thêm. Mà hồi nãy thầy cũng có nhắc rồi đó ha, tức là mình phải nói cái lợi nhưng cũng phải nói cái bất lợi nha, rồi cái tỷ lệ bao nhiêu, rồi cái cách xử trí khi mà gặp cái phản ứng bất lợi ha, bởi vì nửa sự thật không phải là sự thật. Tức là mình chỉ nói điều tốt mà không nói điều không tốt. Mình chỉ nói về những phương pháp điều trị tốt nhất, thường là mắc nhất, mà mình không nói về những cái biện pháp khác thì cũng không được. Giống như hồi đó có lần thầy mua ở một cái nhà thuốc gần trường mình, thầy mua thuốc chống nôn đi đi sai tàu xe thôi. Hồi xưa thầy đi dữ lắm. Giờ thì ở nhà suốt à. Hồi xưa thầy đi tỉnh này tỉnh kia, nước này nước kia lắm trơn á. Thì khi đi bằng xe thì mình mua thuốc sai tàu xe thôi. Thì cái em bán á, nó bán cho thầy 10 viên, nó lấy giá một viên là 300 đồng vậy đó, 10 viên 3.000. Thì thầy móc tiền thì trả nó 3.000. Thì khi mà thầy nó đi vào trong á, thầy còn ngán lại chờ tiền thối gì đó thầy cũng không nhớ. Mà đại khái là thầy nghe được cái lời của một cái anh senior, tức là anh mà có kinh nghiệm hơn, trọng tuổi hơn, không biết cửa hàng trưởng hay gì không biết, nói với nó rằng là em nói như vậy là em làm như vậy là không có được. Khi một người hỏi em có thuốc sai tàu xe hay không thì em phải trả lời như sau: dạ ở đây có nhiều loại thuốc để mà trị sai tàu xe, có loại thì của ngoại khoảng 2.000 viên, có loại của nội thấp nhất là 300 đồng viên, không biết chú chọn loại nào. Không phải là gì mình muốn kiếm lời ở cái viên 2.000 đâu, không phải. Mà cái anh senior, cái anh mà trọng tuổi hơn á, hoặc là trọng kinh nhiều kinh nghiệm hơn á, anh cho cái người khách hàng cái quyền chọn lựa. Bởi vì nếu người ta có điều kiện để người ta mua cái thuốc ngoại, thuốc gốc á, thuốc gốc chứ không phải thuốc ngoại, nói thuốc ngoại là chưa 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 thỏa đáng ha, bởi vì ngoại mà thuốc generic thì cũng không chắc ăn đâu nha. Bởi vì các em biết thuốc gốc là thuốc của cái công ty mà nó làm cái nghiên cứu lâm sàng pha 1, pha 2, pha 3 đó. Thì nó làm trên thuốc thuốc gốc. Các em biết rằng là thuốc khác nhau không phải chỉ ở cái dược chất mà còn ở tá dược nữa. Thí dụ có những cái thuốc mà người ta thử á, ta bỏ vô cái ly nước, tiếng sao nó chưa rã nữa. thì vô ruột sao hấp thu. Nó cũng có cái liều lượng dược chất y chang như thuốc kia vậy đó. Nhưng mà nó không có rã. Thì cái thuốc gốc là cái thuốc mà người ta đem thử nghiệm lâm sàng pha 1, pha 2, pha 3, kể cả những cái pha pha 3, tức là pha chỉnh 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 liều này kiên dân, là dựa trên thuốc gốc, có nghĩa là dược chất cộng tá dược của thuốc đó. Bây giờ cái generic mà cái nhà sản xuất thuốc generic đâu có làm đúng tá dược như cái thuốc gốc, không làm lại những nghiên cứu mà tương đương với pha 3, hoặc là nghiên cứu giảm nhẹ chút xíu nhưng mà ta gọi là để đảm bảo cái gọi là tương đương sinh học á, thuốc nó phải có, nó phải đảm bảo được cái tương đương sinh học, chứ thuốc uống mà vô ruột nó không rã thì dù dù cho anh tăng gấp 3 lần cái dược chất nó cũng không hấp thu. Thành ra là người ta không thích mua thuốc generic là vậy đó. Nhất là những thuốc mà các em lên trang web của Bộ Y tế á, nó không có cái công bố về tương đương sinh học, tức là nó phải làm thêm tạm gọi là pha ba rút gọn.
để mà nó chỉnh liều hay là nó biết được cái tác dụng sinh học tương đương với lại cái thuốc đó. Rất nhiều thuốc generic của mình không có trong danh sách mà công bố tương đương sinh học. Vậy thì khi uống vào nó có hấp thu không? Hoặc là nó hấp thu nhiều quá chăng? Hấp thu ít hơn hoặc là hấp thu nhiều hơn đều có hại cả. Thành ra có nhiều người ta không thích mua generic. Từ khi một cái generic mà có tương đương sinh học, người ta đã biết chắc tác dụng của nó cũng tương đương với thuốc gốc thì người ta mới mua. Vậy thì các em mà nó bán cho thầy 10 cái viên 300 đồng á, thì nó đã tước đi một cái cơ hội cho cái người có đủ điều kiện. Chứ còn người không đủ điều kiện thì lấy tiền đâu mà mua. Người có cái đủ điều kiện là người ta tước đi một cái quyền điều trị bằng cái phương pháp có thể là hiệu quả hơn trong cái bối cảnh là người ta có đủ điều kiện. Dược sĩ thực tế là một cái ngành học 5 năm đi xong, đúng không? Cực lắm, thua y của mình có 1 năm mà. Vậy mà nhiều dược sĩ bán thuốc, thầy thấy bán thuốc như bán rau vậy đó. À xin lỗi, không phải nhiều, một số. Còn một số dược sĩ khác thì thầy rất là đánh giá rất là cao. Ví dụ như hồi xưa thầy ở quận nhất, chưa phải là giờ là quận 9 như bây giờ, thầy ở quận nhất. Thầy rất thích một cái nhà thuốc ở gần nhà thầy. Thầy đi bộ ra thầy mua, rất cũng hơi ít thuốc, không nhiều, nhưng mà thầy rất rất thích ra mua. Bởi vì cái cô mà bán thuốc quá dễ thương đi. Không, cổ có chồng mà, ba con rồi, có một cặp sinh đôi nữa, thành ra thành ba đứa. Cổ dễ thương là vậy nè, cổ hay giải thích cho người bệnh, cổ đâu có nhiều thời gian ha, cổ chỉ nói về những cái điều quan trọng. Ví dụ cổ nói, ví dụ là thuốc Sphermic ha, thuốc Sphermic, cổ nói dạ cái này à, bác về mình uống nhiều nước ha. Khi mình uống thuốc mình uống nhiều nước, bởi vì nó có thể uống ít thì nó có thể gây tụ sỏi trong ống thận, ví dụ vậy. Đơn giản những cái điều mà quan trọng nhất thôi. Cái cô đó còn dễ thương vậy nữa nè, thầy để ý thấy có những người nghèo, ví dụ mấy người lụm bọc này kia đó, mà người ta cũng nhức đầu sổ mũi này kia đó, vô cổ cho luôn á, miễn phí ha, tất nhiên 1-2 ngày thuốc thôi. Cổ cũng nói rằng là à, nếu bác theo dõi thấy triệu chứng càng ngày càng nặng thì bác đi khám bệnh, còn cháu cho thuốc để bác đỡ nhức đầu sổ mũi. Cổ cho tiền luôn, cổ cho thuốc luôn. Cái thầy mới hỏi chuyện thì nói ủa tiền đâu em cho, lương em cũng là nhân viên thôi mà, tiền đâu em cho. Cái cô đó cô nói dạ không sao đâu anh. Cái cô đó cũng không không trẻ lắm ha, chồng ba con, không sao đâu anh. Bởi vì có những người á, người ta mua thuốc rồi cái còn tiền thối nhỏ nhỏ người ta cũng cho luôn. Ví dụ người ta mua thuốc 478.000, ví dụ vậy, thì ta nói ờ thôi 2 mấy ngàn thôi cô giữ, rồi có ai cần thì cô cho thì em cho lại thôi ha? Em cho lại thôi. Thực tế thì cũng có khi có móc tiền túi cũng cho luôn á, cho mấy cái thuốc generic thôi, cho mấy cái thuốc cũng rẻ tiền thôi, chứ cô không có cho biệt dược đâu. Biệt dược mắc lắm, nhưng mà đã làm cái hành động rất là đạo đức ha? Ngoài cái chuyện cô giải thích những cái phản ứng bất lợi nghiêm trọng khi mà người ta không chú ý á, ngoài ra cổ còn có nhiều cái điều mà thầy rất là thích. Bây giờ thì giờ nhà rồi, thành ra thầy không có còn gặp cổ, không biết cổ như thế nào ha, không biết cuộc đời có làm cho cổ bị tha hóa, tức là mất đi con người dễ thương ban đầu hay không thì không biết. Nhưng mà thầy nghĩ rằng là các nền tảng đạo đức từ khi còn ở trong gia đình của cổ á, thầy nghĩ chắc là tốt rồi ha. Một gì một cái người rất là cẩn trọng để ý, nhắc nhở người bệnh, nhiều khi chỉ có một lời chút xíu thôi, đúng không? Nói cái câu mà uống uống thuốc này bác uống nhiều nước chút xíu, đâu có mất nhiều thời gian đâu nha, nhưng mà giúp cho người ta rất là nhiều, giúp cho cái người uống thuốc rất là nhiều, chứ người ta về ta bị sỏi thận làm sao ha. Rồi hồi nãy giờ thầy nói hơi nhiều về cái gọi là cung cấp đủ thông tin nha, rất rất quan trọng. Còn cái này thì hồi nãy thầy nói rồi nha. Rồi nguyên tắc bảo đảm tính khách quan. Khách quan là làm sao? Khách quan là dựa trên
facts, tức là sự kiện, tức là chứng cứ, chứ không phải dựa trên cảm giác hoặc là quan điểm. Chúng ta không thể áp cái quan điểm cá nhân của mình lên ai đó chỉ vì mình thích vậy. Anh thích kệ quá. Anh có chứng cứ không? Để sự thật tự nói ra. À, cái này thì các em lên thí dụ như website Mayo Clinic, WebMD, các em sẽ thấy người ta viết, mặc dù giáo dục sức khỏe cho người dân nhưng người ta viết cũng rất là khoa học. Đó, ví dụ người ta viết kiểu như vậy nè: bởi vì các em biết rồi, một cái thuốc khi nó được ra thị trường có chỉ định chữa một cái bệnh X nào đó, có phải là 100 người bệnh X đó uống thuốc đó đều khỏi không? Đều khỏi bệnh không? Không. Không, đúng không? Mà chỉ cần có khác biệt, có ý nghĩa thống kê so với placebo là người ta đã đưa ra rồi, người ta đưa ra thị trường rồi. Những trường hợp nào không có tác dụng thì có thể người ta sẽ giải thích, hoặc là lúc đó cái cơ địa người đó không có phù hợp sẽ đổi thuốc khác. Tương tự, một cái hành vi hút thuốc lá, có phải 100 người hút đều ung thư phổi và chết sớm khoảng 40 tuổi không? Không. Có những người sống tới 80 tuổi luôn, gấp đôi 40 tuổi luôn. Bởi vì con người là một cái thực thể quá phức tạp đi, và khoa học y học dựa trên nền tảng, người ta gọi tiếng Anh nó gọi là stochastic nature, tức là bản chất đoán định. Mọi thứ đều dựa trên xác suất thống kê, chứ nó không phải một cái bản chất xác định như là vật lý. Vật lý thì một chiếc xe nặng bao nhiêu ký, bao nhiêu tấn, áp cái lực phanh thắng bao nhiêu Newton, không biết thầy nhớ chính xác không. Thì sau các khoảng thời khoảng khoảng đường bao bao xa nó sẽ dừng lại. Ví dụ như là sau 20 mét nó sẽ dừng lại, đó là khoảng cách an toàn đó, của chiếc xe trên đường cao tốc. Một chiếc xe vận tốc bao nhiêu, khối lượng bao nhiêu, lực áp phanh, má phanh bao nhiêu thì nó sẽ dừng lại sau khoảng cách bao nhiêu, hoàn toàn xác định. Nhưng con người không giống vậy. Thành ra rằng là các em đọc Mayo Clinic, web MD này kia vân á, thì thấy người ta viết cách rất là hay. Không bao giờ người ta nói rằng là hút thuốc lá gây ung thư phổi, không. Người ta sẽ nói là theo một cái nghiên cứu nào đó ha, vào một cái năm em nào đó ở ở Mỹ ha, ví dụ như vậy, thì trong 100 người có hút thuốc theo dõi sau 20 năm thì có 75% hay là khoảng hơn 7 người là tử vong vì thuốc lá. Chứ đâu phải người nào hút thuốc lá cũng chết đâu. Ha, là cái cách viết nó phải rất chính xác. Rồi, thôi cái này thì nó hơi đi chi tiết. Các em sau này gặp các anh chị, các thầy cô hướng dẫn thực tập sẽ có thể hướng dẫn thêm. Rồi, nếu người ta không dùng con số thì người ta dùng cái con số tương đối cũng được. Trong 10 người thì có khoảng 7 người. Nhưng mà vẫn phải là như vậy đó, chứ không có kết luận một cách gọi là võ đoán, hoặc làm theo kiểu mà chắc chắn một cách không đúng. Rồi, đây, để xây dựng nội dung giáo dục sức khỏe cần dựa vào nguồn thông tin tin cậy đó, đương nhiên rồi ha. Chứ còn mình dựa trên những cái điều tầm bậy, hoặc là dựa trên kinh nghiệm cá nhân. Kinh nghiệm cá nhân chỉ là nghiên cứu có cỡ mẫu bằng một, đúng không? Nghiên cứu có cỡ mẫu bằng một thì nó chỉ có giá trị cho mình thôi, chứ nó không có giá trị cho người khác nha. Một cái người dạy con, một người cha, một người mẹ dạy con nên người, cái cách họ làm chỉ phù hợp với họ thôi, chứ họ không có thể đem cái cách đó họ đem đem áp đặt cho người khác. Cùng lắm là họ nói như thế này thì được nè, đây gọi là kết quả nghiên cứu định tính. Tức là nếu các anh chị có ở trong hoàn cảnh giống như tôi thì nhiều khả năng các anh chị cũng sẽ thành công như tôi. Đã, kết quả nghiên cứu định tính ta hay nói câu vậy đó. Tức là chứ còn không chắc đúng trên nhiều trường hợp đâu. Kể cả một cái nghiên cứu định lượng mà có cỡ mẫu 2.400, thầy đã từng làm những nghiên cứu kiểu như vậy, hợp tác với nước ngoài, cũng không chắc ăn đâu. 2.400 cũng đâu có nhiêu so với dân số thế giới rất là cao. Các em biết một cái nghiên cứu người ta thực hiện phải đọc được cái bài gốc nha, cố gắng đọc được bài gốc ngoài cái bài systemic.
Review tức là tổng quan hệ thống á, tức là người ta có những cái bài viết để phục vụ cho bác sĩ lâm sàng mà thực hành theo y học chứng cứ á, người ta có những cái bài viết gọi là tổng quan hệ thống, người ta đọc giùm mình ha. Tại vì bác sĩ lâm sàng thường không có thời gian. Nhưng nếu các em là người giảng viên thì các em phải đọc bài gốc. Tại sao? Bởi vì đọc bài gốc mình mới thấy rằng cái này người ta thực hiện trên người chủng tộc nào, người có mức sống như thế nào. Chứ người ta thực hiện trên người Mỹ áp dụng như người Nam, người Việt Nam được không? À, đâu có chắc là kết quả sẽ phù hợp đúng không? Ở người Việt Mỹ khác người Việt Nam rất nhiều, kể cả về mặt sinh học lẫn về tập quán văn hóa. Ví dụ người ta ăn phô mai, ta đâu có ăn mắm nêm, mắm tôm đâu. Biết đâu trong mắm nêm mắm tôm nó có cái gì nó tương tác sao? Cái biết bưởi ăn á, bưởi á, bưởi hoặc là ở nước ngoài nó có cái trái grapefruit nó hơi khác bưởi chút xíu. Bưởi là pomelo. Là ảnh hưởng rất là lớn khi một người dùng statin mà một số loại mà nó có tương tác, là bởi vì cái nước ép bưởi nó có cái chất làm thì diễn tả sao cho nó gọn nữa. Bình thường cái chất trong trong cơ thể của mình là ở đường ruột và ở gan nó có một cái enzyme để mà chuyển hóa cái statin. Bây giờ nó ức chế cái chuyển hóa này. Vậy thì cái nồng độ statin ở trong máu sẽ tăng cao do mình ăn bưởi. Có thể tăng đến 3 lần, gấp 3 lần. Mà các em biết rồi, tăng cao như vậy á, không chắc là có lợi đâu nha. Mình nói rằng là vậy thì em uống Atoz nửa viên thôi, rồi mà muối bưởi là tương đương với một viên. Vì nó làm nồng độ thuốc Atoz tăng cao mà. Nhưng mà cái đó mình có nghiên cứu không? Nghiên cứu pha 1, pha 2, pha 3 không? Để mình định liều cho nó chính xác. Thành ra thông thường các bác sĩ sẽ khuyến cáo nếu là đang uống Atoz, thầy đang uống Atoz thì hạn chế dùng bưởi nhiều, số lượng nhiều. Chút ít thì cũng được. Ha, chút ít thì nó làm tăng liều Atoz hơn chút. Chứ nhiều, nhiều là nhiều. Là 200 ml dịch bưởi. Ha, 200 ml dịch ép bưởi là nhiều. Thì không nên uống chung. Vì nó sẽ làm tăng cái liều, mà tăng liều các em biết rồi, nó có thể dẫn đến tăng tác dụng phụ. Tăng tác dụng phụ á, liên quan đến liều thì hủy cơ, tăng men gan này kia dân. Ở mấy cái thuốc chống lipid máu, hạ lipid máu nó cũng có nhiều cái tác dụng bất lợi lắm á. Chứ không phải không đúng không? Rồi thôi nói vậy thôi, còn tiếp tục thôi, chưa hết giờ rồi, 2:59 rồi. Cho thêm vài phút nữa để kết thúc. Rồi, ở Việt Nam có thể tìm thông tin những cái nói chung là ở những cái website mà nó có uy tín ha, cái website của Bộ Y tế, của Sở Y tế cũng được. Rồi, vấn đề bảo mật. Vấn đề bảo mật giữ kín tất cả những thông tin có tính chất cá nhân của bệnh nhân. À đây, lưu ý hình ảnh sử dụng trong các vấn đề sức khỏe nhạy cảm cần loại bỏ đặc điểm nhận diện, và nếu có thì cần phải có phiếu chấp thuận của đối tượng hoặc người bảo hộ. Có nhiều khi mình không để ý, mình chụp cái hình cái tổn thương, cái mình đem lên chiếu giáo dục sức khỏe mà cho cộng đồng. Thà là mình chỉ đưa trong cái y giới của mình nó khác nha. Y giới là những cái người bác sĩ mà đã thề bảo mật tất cả những cái điều thông tin liên quan đến bệnh nhân. Cái này mình làm giáo dục sức khỏe mà nó khác nha. Mình đăng trên mạng xã hội, đăng là giáo dục sức khỏe mà cái hình mình không để ý đến một cái vết xăm trên cái hình của cái bệnh nhân. Mà vết xăm này rất đặc thù. Khi mà đưa lên, ví dụ như là mình nói cái hình này là cái hình tổn thương sùi màu gà, tức là bệnh nhân qua liễu á, của bệnh nhân gần đó có một cái đặc điểm nhận diện gì đó thì tội nghiệp người ta đúng không? Hoặc là có một đặc điểm nhận diện gì cũng không phải là duy nhất, chỉ trên thế giới này chỉ có một người có đâu, có 1.000 người có thôi à. Nhưng điều gì xảy ra với 1.000 người đó, người ta sẽ bị xã hội hoặc là những người xung quanh nghi ngờ hoặc là thậm chí lên án rằng là mày làm gì để mày bị sùi màu gà đúng không? Ừ, cẩn thận nha, phải hết sức cẩn trọng, ngay cả người khi người ta có ký phiếu chấp thuận nha. Bởi vì nhiều khi người ta cũng không lường được cái hậu quả mà do cái thông tin trên các phương tiện truyền thông xảy ra.
Cái chuyện này hồi xưa cũng có rồi. Có những người nhiễm HIV đó, người ta mạnh dạn lắm, người ta chấp nhận cho đưa hình ảnh, ta không sợ. Nhưng người nhà người ta cuối cùng mà lãnh hậu quả, đúng không? Em tưởng tượng người cha người mẹ mà có con nhiễm HIV đó, sẽ bị người đời lên án như thế nào? Người con không sợ. À, cái câu chuyện có thật đó, là cái người chồng không sợ nha. Nhưng ai sợ? Người vợ sợ. Người vợ sau đó bị chửi rủa, bị sỉ giả, bị gọi là xem minh quá trời luôn, miệt thị quá trời luôn. Lúc đó thì như thế nào ha? Thành ra các em nhớ rằng trong văn hóa Việt Nam bao giờ mình cũng phải cẩn thận. À, anh về anh hỏi ý kiến thêm những người trong gia đình xem coi có chấp thuận hay không. Tham gia nghiên cứu cũng vậy đó, người ta ký tên tham gia nghiên cứu, ký phiếu chấp thuận tham gia nghiên cứu, sau đó cái người ta vô tình ta nói cho vợ chồng, cho con cha mẹ gì đó, vợ chồng con cha mẹ nhất định không cho làm, về rút ra sau khi đã làm nghiên cứu hơn nửa chặng đường. Các em biết mất cái người tham gia nghiên cứu mà hơn nửa chặng đường thì không có điều kiện làm lại đâu, một hai ngày thì được, đằng này á 6 tháng trước người ta không nói, bây giờ buồn buồn người ta vô tình ta nói, cái nhà nói là mày phải rút ra, không được làm tiếp nữa, ta rút ra không phải mình chết sao? Mình đúng không? Mình nhà nghiên cứu mình mất mẫu, mất mẫu đó là mất mẫu quan trọng á, tại vì có những cái thứ thử nghiệm á, nhiều khi mình làm trên 30 người hoặc là làm trên 15 người nghiên cứu thuốc mà pha một á làm được ít người lắm, tại vì nghiên cứu pha một là nghiên cứu thử nghiệm độc tính tử bất lợi ha, thành ra ta chọn ít à, chứ chọn nhiều rủi bị bệnh sao. Mà mất cỡ chừng 5 người á, mất 5 người thì còn gì phải nói nữa ha, 15 người mất 5 người không đủ, phải làm lại. Nghiên cứu pha một cực á, tại vì mọi thứ nó không có chưa có chắc ăn, mặc dù người ta cũng làm trên động vật này kia nhiều rồi á. Nhưng rồi thôi nói để các em hình dung, rồi cho thầy 3 phút để thầy nói cái điều này. À, còn lại thì các em về đọc thêm cái tài liệu, cái bài PowerPoint này. Đó là năm 2011, Liên hiệp các tổ chức này mình đã phê chuẩn cái văn bản này. Người ta nói tại sao nó hơi trễ vậy? Y Đức nó có cái giống như thế này. À, cái nghĩa vụ đạo đức của nghề y ấy, nó có từ lâu rồi. Mà mất mới gì cái nghĩa vụ đạo đức của nghề giáo dục sức khỏe tới 2011 á, trên thế giới nó mới có. Thì người ta mới nói rằng là bởi vì nó phức tạp hơn. Giống như nãy giờ thầy kể là các em thấy rồi, cái lằn ranh giữa manipulation với lại influence là rất mong manh, mà nhiều khi chính người thầy thuốc cũng không biết rằng mình đã phạm. Thành ra là nó khó hơn, thành ra cái này nó ra đời hơi muộn tí. Còn nhiều nguyên nhân lắm, nhưng mà nói chung nó ra đời hơi muộn. À, bây giờ thì có phiên bản 2020 rồi. À, thầy có cho cái link để chờ các em chờ tí xíu. Đây, các em về đọc thêm. À, cái này là cái code ethics, tức là bộ quy tắc đạo đức phiên bản 2020. Phiên bản 2020 thì nó thêm nội dung, chứ còn các cái nguyên tắc lớn đó, nó không có khác nhiều. À, nó thêm một cái nội dung thôi. Đây, thầy lướt nhanh qua các em về đọc bài ha. Đây thì mới dịch cái đoạn vừa rồi nè, đó cái đoạn vừa rồi nè. Là bốn cái nền tảng, lỗi, bốn cái nguyên tắc đạo đức cơ bản nè, giá trị cuộc sống, tức là ở góc độ nào đó mình phải thấy được cái human right của con người đó, là những cái quyền, ba cái quyền mà Bác Hồ đọc đó. Quyền được được sống, quyền được tự do và quyền được mưu cầu hạnh phúc. Ba cái quyền đó mình phải tôn trọng. Người bệnh nhân họ có quyền có ý kiến riêng của họ, cho dù họ chọn một cái phương pháp như nãy mình nói là ít hiệu quả nhất, nhưng đó là quyền của họ. Là bởi vì nếu mà họ vay nóng, sau đó cái nhà của họ tan nhà nát cửa, nó còn tệ hơn nữa. Đó, thành ra mình phải tôn trọng
những giá trị cuộc sống và gọi là những cái quyền cơ bản, quyền được sống, quyền được tự do. Tự do có nghĩa là ta được chọn lựa, tất nhiên trong khuôn khổ pháp luật ha, trong khuôn khổ pháp luật chứ không ngoài khuôn khổ pháp luật được, nhưng người ta có quyền chọn lựa ha. Thúc đẩy công bằng là nãy mình nói đó, cái công bằng công chính này kia đó ha, đảm bảo lợi ích đương nhiên rồi, cái này nãy mình nói là beneficent đó, và tránh tổn hại. Cái cuối nhưng không phải là cái ít quan trọng nhất ha, the last but not least, đúng không? The last but not least, thầy tô màu đỏ lên luôn nè. Rồi rảnh về đọc cái này nhé. Còn thì thầy cũng rút ra một số các cái ý, này là phiên bản 2011 nè, thôi mình đọc phiên bản 2020 đi nhé. Thì nó cũng khác một tí thôi, đây nó có khác một tí nè, thêm các phần những việc cuối đổi thành trách nhiệm đối với việc đào tạo nghề và giáo dục liên tục, bổ sung thêm ý giáo dục liên tục đó, khác cái phần đó cũng không bao nhiêu. Thì trách nhiệm người của người làm giáo dục sức khỏe nè là trách nhiệm với công chúng, cái này thì nghĩ rằng là các em đọc qua không cần thầy giải thích các em cũng hiểu ha. Đó à, phải giải thích ha. Dễ mà nãy giờ trẻ nhiều rồi. Nếu không có sự thống nhất giữa các cá nhân, nhóm, tổ chức, cơ quan, viện, tức là nguồn thông tin mình có trong tay mà nó vẫn chưa có thống nhất rồi thì đỡ. Thì người giáo dục sức khỏe phải cân nhắc tất cả các nội dung ưu tiên, và ưu tiên đối với những nội dung giúp tăng cường sức khỏe và chất lượng cuộc sống, tức là phải cân, phải đánh giá lợi và hại để mình đảm bảo được nguyên tắc là ít hoặc là không có hại và nhiều cái lợi. Rồi cái này chắc cũng không cần giải thích thêm ha, trách nhiệm với nghề, uy tín của ngành đó, nãy thì giới thiệu rồi nha. Mình mà làm mất uy tín của ngành á, theo kiểu mình không biết mình trả lời đại đó, là mình có tội với lịch sử rồi nha. Ừ, có tội với lịch sử, mất uy tín của ngành. Sau này á, người giáo dục sức khỏe khác nói người dân không có tin nữa là lỗi của mình đó, có lỗi với lịch sử đó, đúng không? Rồi thôi cái này chắc không cần giải thích nữa ha, nhưng vẫn phải thi nha. Không giải thích nhiều nhưng phải thi nha, nhưng nó quan trọng lắm, trách nhiệm với cấp trên. Giới hạn nghề nghiệp, thầy kể cái ví dụ này đi, hồi xưa thầy làm ở T4G, nó có cái phòng tham vấn, tức là cái phòng giáo dục sức khỏe cá nhân theo yêu cầu á, là có quy định như thế này nè, là chỉ tham vấn về những vấn đề liên quan đến chăm sóc sức khỏe ban đầu thôi, tức là không có chăm sóc chuyên khoa, cái gì vượt quá giới hạn thì phải chuyển, cho dù cái người bác sĩ trực hôm đó là bác sĩ chuyên ngành nội ngoại, chuyên ngành sản khoa cũng không được tư vấn sản khoa mà chỉ tư vấn chăm sóc sức khỏe ban đầu thôi. Là bởi vì cái gọi là trung thành với vai trò của mình đó, không có dẫm chân, không có làm chuyện của người khác, cho dù mình có thể làm được, nhưng bởi vì cái phòng này là phòng tư vấn tham vấn chăm sóc sức khỏe ban đầu là chăm sóc sức khỏe ban đầu thôi, không phải mình biết mình nói thêm. Rồi cuối cùng ai chịu trách nhiệm nếu có chuyện gì xảy ra, ai chịu trách nhiệm? Mình chịu trách nhiệm đâu có được ha. Trách nhiệm với việc thực hiện giáo dục sức khỏe đó phải tôn trọng quyền, nhân phẩm, bảo mật và giá trị của mọi người bằng cách thích hợp các cái chiến lược phương pháp phù hợp ha. Trách nhiệm đối với nghiên cứu và định giá. Rồi một cái nghiên cứu của mình, ví dụ như là mạng xã hội, cụ thể là TikTok, có tác dụng như thế nào trong việc cải thiện hành vi sức khỏe của người dân, hoặc mình nghiên cứu ở cái khía cạnh negative rằng nó có tác động tiêu cực đến hành vi sức khỏe người dân như thế nào. Những nghiên cứu như vậy rất cần để mình chia sẻ, và chia sẻ càng nhiều cho nhiều người biết càng tốt, để mà người ta có áp dụng được hay không, hoặc là những nghiên cứu định tính chuyên sâu hơn, ví dụ là những cái clip TikTok nào về sức khỏe mà được người dân ưa chuộng và thực hành theo à, để mình khuyến cáo cho người khác làm à. Trách nhiệm đối với đào tạo nghề và giáo dục liên tục đó, cái đó là nãy nó có thêm cái giáo dục liên tục nè, các bản phiên bản 2020 nó có thêm chữ giáo dục liên tục, còn cái phiên bản 2011 thì chỉ có đến đào tạo nghề thôi. Rồi vậy thôi, giống như thầy đang làm cái nhiệm vụ đó đó, tức là thầy có kiến thức, thầy có kinh nghiệm, thầy chia sẻ tụi em. Đó là một trách nhiệm đạo đức của thầy. Rồi. Cái này là thầy có quyền không dạy bài này, nhưng mà thầy tha thiết nói với chị Trúc
cho thầy dạy đi. Rồi, hết rồi. 3 giờ 11 phút. Bây giờ cái linh lượng giá, các em chụp hình màn hình rồi một chút nữa làm. Ha. Các em được quyền làm cho tới 6 giờ. Tới 6 giờ và có giới hạn nha. Tức là làm sơ sài quá dưới 50 ký tự hay từ quên mất rồi. Thì thầy chỉ Trúc làm. Là không có được chấp nhận là đã làm đâu nha, làm cũng phải có tay chút. Chút có cái gì Trúc giải thích thêm ha, để thầy qua thầy coi coi. 50 ký tự. 50 ký tự tức là một 10 từ khoảng 8 từ gì đó ha, 50 ký tự khoảng 8 từ gì đó. Nhưng mà 8 từ là ít lắm. Em biết viết các bạn các môn khác các khóa khác viết. À, có người viết tới một trang A4 luôn đó, nhưng mà cái đó cá biệt quá thành ra thầy không có nói, chứ nửa trang A4 là nhiều lắm. À, các em có quyền viết tới 6 giờ mới khóa phơm được. Rồi hết rồi. Rồi tôi các em chắc là chụp hình màn hình rồi ha, thì chào tạm biệt của em. À, chúc các em luôn khỏe vui và học tốt, để sau này mình đóng góp vào trong cái công việc mang lại sức khỏe cho con người. Đó là cái tâm nguyện của thầy và thầy nghĩ rằng cũng là tâm nguyện của tụi em. À, tạm biệt, hẹn có dịp gặp lại.